thứ bảy. Oh yeah, Eddie World. Eddie World, you guys. Right, right. And then that, you follow that car. Oh, Eddie World. Này nè, we're dying now. Arrived. Có cần đổ xăng không? Nó đậu ngay trước mấy cái tiệm vậy. Anywhere. Thẳng ở đây nè, xuống đó. Đó đậu ngay trước mấy cái. Oh, gas station. Yes. This is the largest gas station in California, actually. À, vô này nó đậu trước nè. Đó, trước cái mấy chỗ đậu nè. Kế xe đỏ đó. Eddie World. We are at Eddie World. Quá trời này luôn, mấy con gì đây. Mình đang ở Eddie World. Eddie World là cái tiệm gas station á, đổ xăng bự nhất của ở Cali mình. Oh, đây. So for my name plate. Bye bye. Right. Okay. So Amy's trying to look for her name. Look for A. Pete Coffee. Cái này nổi tiếng. Đâu? Amy là phải đây nè. No, that's A B. A M. A M. Oh no. They don't have it. Let's try and find Jenny. I don't think they have Jenny. Jenny P. No, you're seeing. Nè, okay, Jay. Oh no, there's nothing. Jerry? Oh. I'm the only one. How about Franklin? Franklin, go. It'll be down here. Còn cái này là tiệm ăn. Quá trời kẹo luôn. Này có tiệm ice cream nè. Ice cream này nổi tiếng nên nó làm tại chỗ luôn. Đó là tiệm homemade ice cream thấy không. Đây cũng có mấy tiệm ăn. Người ta để lên mấy cái gạch này, người ta phải cắt từng miếng. Người ta để lên đây. Ồ, có mấy cái cột này luôn. Làm rất là lâu mới xong được. Chỗ bán đồ ăn nha. Hamburger, chicken finger. Oh, con tìm lại đi gì lúc có con của con á. Here, play. We're gonna buy it. Bán nhiêu cái vậy? I don't know. Dude, this is nhiêu cái vậy bạn? Giờ lên brand giờ cần cầm anh. Giờ kia tên rồi. Amy isn't there because she can't find it. Vô ra tìm lại cho em đi, nhiều lúc nó có. Người ta lấy, người ta để chỗ khác. Eddie World. Giá này mua đồ ăn đồ cũng được. Jerky hả? Jerky. Bò khô. Ồ, nó có bán áo Eddie World luôn nè Brian. They have Kyle but they don't have Amy. Okay. You like it today? Oh yeah, I'm excited. You see it? No, that's Kylie. Okay, no, bye guys. Her, so we're gonna see you the next video, right? Yeah, so bye, Amy. Bye. Bye, Amy. Bye, guys. Hi, Ryan. Oh, này là một cái outlet thôi nha. Quá đẹp luôn. Oh, oh my God. Me đứng ngay chỗ đó để coi cái fit coi. Oh my God, she's so giant. Oh, you're touching her toe? Hey, touch her toe, dude. Oh. Whoa, this is a giant lady. Where's Baba? Where's my phone?
He already locked the door, sorry. I forgot my phone. Flamingo. So many pictures. Can you take some flamingo? Can you take a picture? There's like no floor. Mình vào cái khu mua sắm này cả nhà, toàn là tranh ảnh đồ, giống như là một cái khu bảo tàng vậy cả nhà, chứ không thấy những cái tiệm bán đồ đâu hết cả nhà. It's like an art, it's like an art mall. Okay, Amy, can you take me a picture? Brian, can you hold this? Record of things. I don't know why it's like really empty, but yeah, so we're gonna just show you around. So there's my mom taking pictures anyways. Just yeah. So there's like a fun photo booth thing. Pretty cool to take pictures, I guess. And there's like more art things. So a lot of stuff everywhere, but there's not a lot of stores. I don't know why, but yeah. So yeah. Can we all leave by here? Mom. Oh yeah, can you show them all? Mom, can we No, after. I want to see there if there's even stores. I want to see if there's stores. Look at his down there. Yeah. They have like another aisle. So where's much, Papa? I don't know where he went. So oh my God, so many art. Yeah. Brian, you want to take a picture and chụp cho Brian đi. Ooh, ngay cái cửa đẹp nè. Đứng giữa cửa này nè, Brian. Nè. But still, it was faster. Đó, đứng ngay giữa đi. Anh hai em chụp cho cái nè. Rồi hiểu, nên chụp bự cho anh hai nè. Đứng lùi lại. Rồi, đợi anh hai. Đó. Nguyên cái cửa luôn, Brian. Amy. Wow. Này là gì? Brian đang làm điệu nè. Cái này gọi là gì? Hả, Brian? Graffiti. It looks kind of cool. Yeah. Ủa, mình qua mình lên bậc của nó luôn rồi. I know, but I think red room rồi quá. Quần không có vừa ấy mày. Ê mày ngồi lên đi, con dịch đi. Ê mày ngồi con dịch mới quay mày nè. You can barely even fit yourself. Oh. Oh. But does it go on? Oh, it goes in if you sit on it. It's kind of creepy. Hello. Hi Amy, you are with the duck? Okay. Oh, this is aisles nè, chụp đẹp nè. Nè, Brian, cái aisle chụp đẹp nè, Brian. Nè, cái aisle này chụp đẹp nè. Quá trời hình luôn. This is scary. It's like weird and it's awesome. Oh, cái này là giống như vô một cái đường art aisles vậy ha. Hả Brian? Like an aisles. Oh, like an art thing. It's not really a mall. Oh, scary. Wow, they make beautiful art though. Ooh. Hey guys, welcome to our hotel, and we're going to show you a room tour, so let's go. Sorry guys. This bed is so cool! And then there's a restroom, look at the... Whoa. Not a space though, that's good. So bathroom. Oh! Whoa. What is this? Conditioner? Don't open this thing. Hi Amy! Hi!
Ủa, đây nó không có cà phê luôn hả? Mà trước có cà phê thì không có luôn. Wait, where's the thing for the one? Ủa, cái này giờ nó chip dữ vậy hả? Look at this. You can see and play. Oh, look at the view. Yeah. There's so many people on the ball. And then we even got some.